nhưng mà trái rụng với bông rụng là nếu mà có điều kiện á, nên trồng cây này. Mình trồng cây tắc là tại sao năm nay ra bông rất là ít. Kính chào cô chú anh chị cùng các bạn, mình là My. Hôm nay thì My ra ở xa vườn ngồi chia sẻ với các bạn cô chú những cái câu hỏi thắc mắc mà tại sao mà cô chú anh chị mua cây về thường hay bị chết cây. Có người chia sẻ là mới mua về được chừng 2-3 tuần thôi là tự nhiên cây nó sủ lá rồi từ 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 rồi nó khô, nó vàng lá rồi nó chết. Còn một số cô chú thì nói là dài 3 tháng sau rồi cây chết, hoặc là mua về một năm đầu sống không sao hết trơn á, nhưng mà tới lạnh rồi lại chết. Đó thì đây là những cái câu hỏi mà My thường gặp, thì hôm nay My chia sẻ với các bạn cô chú. Nếu mà ai có kinh nghiệm mà xem video này thì xin chia sẻ dưới phần mô tả thêm giùm My nha, tại vì mình nói cũng không có hết được cái lý do. Thì đây là những cái lý do mà My thấy thường gặp với các bạn cô chú. Thì My cũng đã có chia sẻ rất là nhiều cách trồng, cách săn sóc các loại rau, các loại cây ăn trái luôn, cho nên các bạn cô chú chưa có xem những cái video đó thì xem lại giùm My, hoặc là lâu ngày quá mình không có nhớ thì mình xem lại từng cây để biết thêm chi tiết, nhất là săn sóc những cây mận, những cây mãng cầu, rồi đủ thứ hết là My đã có săn sóc chia sẻ rất là kỹ hết rồi. Và về cách bón phân đồ luôn thì các bạn xem lại những video cũ giùm My nha. Nói để tránh cho mình không có bị chết cây á các bạn cô chú, thì mình mua cây mình phải làm sao? Mình thấy cái này mình phải biết giống như một chút để ý thì mình sẽ không có bị chết cây. Ví dụ như các bạn đi mua cây mà ngay lúc là thời tiết lạnh, ví dụ như ngay khoảng chừng tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, lúc những cái khoảng đó là thời tiết lạnh, thì những cái cây á, mình nói ví dụ như nếu mà người ta mà để ngoài trời mà đúng luôn á, là thường là lá nó sẽ rụng nhiều. Ví dụ như mãng cầu nè, là lá nó cũng vàng lá rồi nó rụng. Thì đó là chuyện bình thường. Mình đừng có thắc mắc, ồ tại sao cái cây này nó vậy? Nó rụng bình thường rồi, rồi về tới lúc nắng lên là lá nó sẽ xum xuê trở lại. Không có sao hết á. Còn ví dụ như mình nói trời lạnh khoảng tháng 3 rồi, mà tháng 3 đó, mà nếu những cái cây mà để ngoài như cây mận nhà My để ngoài mà tháng 3 là lá nó cũng không có còn đẹp nữa, giống như là cái đuôi lá nó cũng bị vàng, bị cháy. Nhưng mà tại sao mà cái cây mận mình đi mua mà lá nó sum xuê đẹp, thật đẹp, thì mình mới biết là cây đó người ta để ở trong cái greenhouse lá sum xuê đẹp, hoặc là nó ra bông luôn nữa. Mận á, thì mùa này ở vùng của My bắt đầu nè, mới bắt đầu lú bông ra chút chút. Nhưng mà có những cây á, mà bây giờ đã có trái, 2-3 trái, 4 trái toàn tàn rồi. Thì cái đó là những cái cây mà người ta đã để trong greenhouse cho nó giúp nó làm nóng lên, cho nó giữ ấm đủ nóng thì nó ra bông rồi các bạn, ra trái luôn rồi. Thì nếu những cây đó mình mua về có nên hay là không thì cũng được các bạn cô chú, không có sao, tại vì cây đang tốt. Nhưng mà mình phải biết ý cho nó. Ví dụ mình đem về mình phải để trong cái mái hiên che lại nếu mà tối còn lạnh, còn nếu mà tối không có lạnh thì để ra ngoài trời đó, không sao. Nhưng mà tối lạnh là mình phải che cho nó, để trong mái hiên khoảng 1-2 tuần cho nó quen cái không khí ở chỗ vùng của mình đang ở á. Rồi từ từ 2-3 tuần sau mình mới có thể mình đem ra ngoài trời nắng chút chút, thì những cây đó vẫn hy vọng là vẫn có thể giữ bông được. Và một cái này My cũng thấy rất là nhiều, tại sao mà cây mình cứ rụng bông rụng trái, là có nhiều cô chú nói á, là mua ở các vườn cây á, người ta ship đến tận nhà cho mình, thì cô chú thấy cũng thích lắm và mua. Thì mua về á, khoảng chừng 2 tuần sau á, bông với trái nó rụng hết trơn à. Thì cái này cũng không có trách cái người bán cây được nha các bạn cô chú, là tại My thấy á, thường thường mình ship đi bịt kín lại thì những cái bông trái á, nó có thể nó tùy theo cây nó nhạy cảm là bông nó phải rụng khi mà mình bịt kín lại hết, là tại vì cái thời gian di chuyển nó nằm ở trong cái bóng tối á, 1 ngày 2 ngày có khi 3 ngày đó, thì tới khi mình nhận về á, là bắt buộc bông với trái là dĩ nhiên là phải rụng là bình thường. Chứ mình thấy như vậy cái mình buồn, mình sợ cái cây mình không biết nó có chết không hay gì á. Thì My nghĩ nếu mà mình săn sóc đúng á, thì cái bộ rễ nó tốt thì cái cây nó không có chết. Nhưng mà trái rụng với bông rụng là bình thường, chứ mình đừng có lo sợ ha. Tại My nhận rất là nhiều của các bạn cô chú hỏi cái đó. Nhưng mà My thấy có cái này nè, nếu mà mình ở cái tiểu bang nào mà lạnh hay là giống như là có tuyết luôn
thì mình phải để ý mình nên trồng những cái cây gì mà nó chịu được lạnh, hoặc là mình ít nhất là mình cũng nghĩ là mình sẽ có greenhouse, rồi mình có cái nhà kính á, rồi mình có máy sưởi luôn, thì mình mới nên trồng những cái cây mà khó trồng. Ví dụ như những cây mà không chịu tiết được đó các bạn, là đừng có nên đem về trồng, cực khổ lắm. Là các bạn phải đem ra lúc trời nắng, rồi đem vô lúc mùa lạnh. Mà những cái cây á, nhiều khi mình đem ra đem vô như vậy đó, mà mình học không hiểu ý nó đó, nó bị sốc nhiệt. Ví dụ như cây lá dứa đi, nó cũng dễ chết. Cho nên thường thường hồi đó mới trồng lá dứa có một thời gian á, mình để trong nhà luôn, không có đem ra ngoài luôn. Thì nó ban ngày đó mình để ngay cửa sổ luôn đó, thì nó vẫn đủ cái ấy mà nó ấy. Còn tại vì cứ đem ra đem vô hoài thời gian á, nó sốc nhiệt, nó không chịu được là nó chết à. Ví dụ như có nhiều cô chú á, thích ăn đậu rồng mà ở tiểu bang lạnh đó, thì nếu như mà mình thấy trong 3 tháng hè mà mình đủ nóng nhiều á, thì mình hả trồng đậu rồng. Đậu rồng mới thấy thậm chí ở vùng Nam Cali này nè của mình trồng cũng rất là thành công, nhưng mà nó chỉ có những tháng nắng thôi, rồi sau đó là nó chết. Rồi mình giữ giống đó, rồi năm sau mình mới trồng tiếp. Thì có nhiều cô chú cũng thắc mắc là tại sao mà tới lạnh cái nó chết, nó hoặc là nó chưa kịp ra bông ra trái là nó đã chết rồi, là tại vì nó bị lạnh là cho nên nó chết. Thì cái khổ của mình ở Mỹ mình thấy phần đông là tại thời tiết nó lạnh, cho nên mình biết như vậy thì mình phải khắc phục. Các bạn biết bây giờ là cuối tháng 5, gần tháng 6 rồi, mà những cây mãng cầu năm nay á, lạnh quá, giờ này mà nó còn chưa có đậu trái được á, bông nó chưa có nở ra hết nữa. Không biết các bạn á, cô chú ở cây mãng cầu ở nhà làm sao, cây bông của mình là bây giờ nó mới vừa lú chút chút ra thôi á. Năm nay lạnh quá, trong khi mấy năm trước á, mùa này là trái nó đã có tòn tan chút chút rồi. Thời tiết mình thấy nó rất là khắc nghiệt luôn. Thì mi mong là các bạn cô chú mình hiểu ý những cái cây thì mình sẽ trồng được tốt hơn. Thường mình mua ở các vườn cây nursery mình đem về nhà rồi, mà tại sao cây của mình á, là mới về khoảng chừng vài ba tuần thôi là nó ủ rũ lá hết. Thì cái này mi thấy phần đông á, là tại vì mình đem về á, là giống như mình để cái vị trí không có đúng, không có hợp với cái cây, thì cũng có thể là nguyên nhân là cây bị chết. Mình nói ví dụ như nhất là những cái cây ăn trái, ví dụ như là các cây mà giống như người ta đang để ở trong greenhouse, trong cái nhà kính á các bạn cô chú, hoặc là cây có mái che nữa, thì những cây đó đó mà mình đem về nhà, ví dụ mình nói ví dụ như nhất là những cây xoài nè, cây xoài mà xoài Thái rồi đó, là những cây đó đó là người ta đang để trong greenhouse rồi cho nó đủ ấm đủ nóng á, thì mình đem về nhà mà ngay cái lúc đó mà thời tiết ban ngày nóng nhưng mà buổi tối mà lạnh quá, nhiều khi ví dụ như tối lạnh khoảng chừng 50 độ 40 độ, tối lạnh quá thì nhiều khi cái cây á, nó không có chịu lạnh được. Như cây xoài Thái, xoài Keo Savoy rồi đó, là những cây đó đó nó rất là sợ lạnh, cho nên khi mà mình đem về mà nếu mà cái vùng của mình á, mà tối ban ngày thì nóng nhưng mà tối còn lạnh là mình phải che cho nó. Tối lạnh là cây nó bị giống như lạnh quá nó chịu không được, mà nhất là những cái cây nhỏ rồi nằm trong chậu nữa đó, thì cái chậu nó xung quanh á, nó lạnh là cây nó dễ bị chết. Thì ví dụ như cái các cây mà mới chiết cũng vậy nữa. Ví dụ như mình mới chiết bỏ vô chậu khoảng chừng vài ba tháng, thì cái cây đó mình phải để trong mái hiên che, chờ chừng nào nó ra đủ rễ nhiều thì mình mới đem ra ngoài trời nắng từ từ, rồi tối lạnh thì không sao. Còn nếu như mà thường những cây mà không che được á, mà mình mới chiết để cái chỗ mà tối lạnh quá là chết. Thường các cây không có thích lạnh, nhất là những cây bên Á Đông mình đó các bạn cô chú. Nếu mà ngay tối lạnh đó, mình phải nhớ mình che cho nó cái mái hiên được cái tấm mà mũ clear để nó nắng xuyên qua được á, để ban ngày thì nắng xuyên qua mà ban đêm á thì che xương đồ xuống á thì nó đỡ hơn. Hoặc là các bạn cô chú ở cái vùng nào mà hơi lạnh lạnh á, ví dụ như mình nói ở San Jose, ví dụ như vậy đó, mà mình thích những cái cây trồng Á Đông thì buổi tối mình phải che cho nó, cho nên mình phải có một cái lớp, không có cần greenhouse kính, nhưng mà mình phải che cái xương á để cho nó không có bị lạnh, những cái cây thì nó mới ấm được và nó không có bị chết lúc trời lạnh. Còn tới mùa hè thì không sao cô chú anh chị, ví dụ như
lỡ mình có mua cây ở trong greenhouse ta đang để, mình đem về nhà, thì thường những ngày đầu mình không có cái mái che gì hết á, thì mình cũng phải để vô giống như chỗ patio của nhà mình hay là chỗ nào mà cho nó tối, nó đừng có bị lạnh nhiều á. Rồi từ từ quen cái khoảng chừng tuần hai tuần cái mình đem ra nắng từ từ cái làm tối á, nó không có đột ngột nữa đó, thì bắt đầu nó quen dần. Nó từ từ mình đem ra ngoài từ từ. Rồi nó quen dần thì mình trồng xuống đất hay là mình sang chậu gì á thì cũng không sao hết á. Ví dụ như xoài nè, xoài nhất là xoài Thái, xoài Kheo Sa Voi, xoài Mung Khun Si đồ vậy đó, Mahachanok, đó xoài tượng Việt Nam, ví dụ như đó, những cái loại giống mà bên Á Đông mình á mà mình đem qua đây mình trồng, thường là mình nên mua những cái cây rất là lớn để cho cái rễ nó bự á, nó nhiều. Và thường á mình thấy á, cái cây mà chết á, nhiều khi cô chú anh chị cũng bị vậy nè, mình thương cây quá, cái này là cái nguyên nhân mình thấy rất là nhiều hơn là các cây mà bị chết lúc lạnh. Mình thương cây quá, cái ai nói phân gì tốt, phân gì làm cho cây mập, cây mau phát triển, cây trái nhiều, bông nhiều rồi đó, cái phân gì làm cho trái nhiều, bông nhiều là mình thấy mình thích, rồi cái mình mua, mình cho nó vô nhiều. Giống như vừa rồi có cô á, chia sẻ với My á, là cái cây của cô á, đang cũng phát triển tốt, không sao hết. Rồi cái vừa rồi sao tự nhiên cô thấy nó vàng lá quá, cô rung quá, cô không biết sao mà từ từ lá nó có cái nó rụng luôn, còn có ở trên cây là vàng, hầu như là cô nói là hết 70% là vàng lá hết trơn rồi, bây giờ phải làm sao. Thì các bạn cô chú biết á, là tại sao không, cô á, cô mua phân á, về cô bỏ, ban đầu á, là cô bỏ chỉ có phân trùng thôi, tại vì nghe My nói phân trùng tốt đó, thì cô bỏ phân trùng vòng gốc cây là cô thấy cô tưới đồ lên là cũng được rồi. Xong rồi cái cô nói là mùa này á, có bông thì cô bỏ phân bông vô, thì cô xem video My để phân bông thì My thấy phân trùng với phân bông cũng ok, là hai cái được rồi. Xong rồi á, thì cô lại có bông miêu ở nhà, bông miêu là cũng tốt, thì cô bỏ nữa, thì ba cái mà cô không có bỏ cùng lúc mà cô nói là cách nhau dài 3 ngày. Thì các bạn cô chú tưởng cách nhau dài 3 ngày mà mình bỏ liên tục, và cái nào cô cũng bỏ đúng cái liều lượng mà không có, giống như thay vì mình bỏ đủ thứ thì mình bỏ ít lại bớt, này cô bỏ bằng luôn, tại vì cứ nghĩ là bỏ mình lần đó là được, nhưng mà ai ngờ đâu nói phân kia tốt cho nên cái cô bỏ phân kia vô, rồi cái mấy ngày sau cô thấy cái đó cần bỏ vô nữa, thì nhiều quá đột ngột làm cho cây phân nhiều quá nó nóng thì nó rụng lá hết trơn, thì lúc đó mình phải làm sao. Thì My kêu cô là bây giờ á mình phải tưới nó nhiều đi, tưới cho nó nhiều thật nhiều luôn, cho phân mình lỡ nó thấm vô đất vô rễ rồi đó, cho nó chạy ra hết, nó chạy ra hết. Xong rồi cái tưới rất là nhiều luôn, rồi có gì đó thì mình bồi đất vô sau, nhưng mà đại khái tưới cho nó nhiều vậy đó. Thì bây giờ những cái lá vàng nó rụng, xong rồi những cái lá non á nó mới bắt đầu lú lú lên, thì cô nói là sống My ơi, không chết, sống. Nhưng mà cũng mừng là cứu được các bạn cô chú. Nhưng mà nếu mà cây đó mà mình không có tưới nó đó, mà nhiều khi để phân nóng quá là từ từ nó nóng cái rễ, là coi như cái cây đó đi ngủ luôn. Thì đại khái ý My nói là nếu cô chú có bỏ phân gì á thì xem lại video này giùm My, là phân tương đối ít thôi. Và quan trọng cây ăn trái á, quan trọng là đủ nắng, vị trí nắng thì cây nó sẽ phát triển. Có cô cũng chia sẻ với My là cô mua năm đầu tiên á là cây nó sống bình thường, mà mới vừa mùa đông vừa rồi qua đó, bây giờ cây nó eo uột, không có sống nổi các bạn cô chú. Thì cái cây đó là cây mãng cầu na Việt Nam á, thì thường các bạn, cái cây mãng cầu na á, là nó không có chịu lạnh lúc trời lạnh, cho nên á, khi mà mình mua cây đó về á, thì My cũng rất là thích cái cây mãng cầu na luôn nha, ăn cái trái rất là ngon. Nhưng mà mình săn sóc nó thì mình phải biết ý một chút, giống như là mình phải che cho nó cái mái hiên lúc mà trời lạnh á, từ bắt đầu lạnh vô là mình phải che cho nó cái mái hiên liền đó, ít nhất là cũng vậy. Còn không thì mình cho nó vô greenhouse, còn nếu cây nào lớn quá không có cho vô greenhouse được thì mình phải che cho nó cái mái giống như ở trên vậy đó, để cho nó không có chịu bị lạnh lúc mùa là đông, thì cái cây mãng cầu na hy vọng sống được. Chứ nếu không á, nó lạnh quá mùa đông nó dễ chết lắm, mặc dù cây lớn nó cũng dễ. Cho nên nếu mà ai mà có mua cây mãng cầu na trồng á thì mình biết ý vậy, thì mình trồng nó sẽ qua một mùa đông luôn đi, rồi mình hãy gỡ cái tấm che nó ra. Mà tấm che nếu mà tốt nhất á, thì mình mua cái loại cao su mà dày thật dày á,
để cho nó có nắng ban ngày nó xuyên qua đó, hấp thu nắng được đó. Nhưng mà mình trồng cái mảng cầu na đó nó cũng khổ, là thí dụ như lúc mà trời nắng thì nó cũng phát triển rất là tốt, tại vì nó thích nắng, nó thích nắng ấm giống như bên Việt Nam. Nhưng mà tới lạnh là nó không có chịu. Cho nên có nhiều cô chú hỏi là tại sao cái trái nó chưa chín mà tự nhiên cái nó thâm rồi nó đen rồi từ từ rồi nó rụng, là tại vì tới lúc đó thời tiết nó lạnh đó các bạn cô chú, xong rồi nó chịu không được cho nên nó rụng, nó không có phát triển được. Thì mình muốn giúp nó để cho mình có trái mà ăn được á, thì mình phải che cho nó cái máy mà mi nói á, che trên trên lúc mà trời hơi vừa bắt đầu lạnh thôi các bạn, bắt đầu lạnh thôi là mình đã làm rồi đó. Tại vì cái mảng cầu na nó nhạy cảm, sensitive hơn là những cái cây mảng cầu Úc, mảng cầu Mễ hay là mảng cầu Do Thái. Mảng cầu Mễ chứ dễ trồng lắm. Các bạn cô chú mà ở trên vùng nào mà lạnh á, ví dụ như vùng San Jose hay là vùng San Diego mà chỗ nào lạnh nhiều á, mình trồng những cái mảng cầu Mễ, ví dụ như Dr. White. Có nhiều cái giống mảng cầu Mễ lắm, ví dụ như là Honey Heart. Đó, những cái giống mảng cầu Mễ cũng ăn cũng rất là ngon nha, ngọt lắm luôn á. Có nhiều cái rất là ngọt mà mình trồng những cái loại mảng cầu Mễ á, thì nó chịu được cái không khí ở trên nước Mỹ mình, nhất là ở vùng Cali nè, nó chịu được thì nó có trái cho mình ăn. Còn nếu như mà mình muốn cái mảng cầu na, là cái mảng cầu trong các loại mảng cầu na là mình thấy là dễ bị ảnh hưởng thời tiết nhất, cho nên mình trồng mình phải biết ý nó ăn chút thì mình trồng vẫn có trái để ăn. Thì tốt nhất là mình nên che cho nó cái clear á, để nắng nó xuyên qua. Mùa hè mình có clear cũng được, nữa nắng nó ấm hơn. Cũng rất là nhiều cô chú thích cho nên mua về mà mình không hiểu ý nó đó thì nó sẽ dễ bị chết. Cái bưởi nhà My nè, khoe các bạn hồi năm ngoái có được 5-6 trái. Cái bưởi này My trồng trong chậu mà nó cũng được, hy vọng là năm nay nó có đậu được chừng 5-7 trái nữa cũng vui. Thấy thương không? Có nhiều bạn hỏi tắc á, mình trồng cây tắc là tại sao năm nay ra bông rất là ít, mà năm ngoái ra bông rất là nhiều. Thì My thấy cây tắc ở nhà My mấy năm trước á, giờ My bỏ cây đó rồi, nhưng mà mấy năm trước á cũng có cô chú nói là khi tới mùa có bông của mấy cây này nè, cây bưởi cũng vậy đó, là nếu mà mình có còn trái mình cũng cắt hết đi, bắt đầu nó mới tập trung vô, nó mới ra bông của đợt mới thì nó ra nhiều. Còn nếu mà nó đang còn nuôi trái rồi mình để cho nó có bông thêm thì nó sẽ có bông ít, là tại vì nó đang dưỡng trái á, nó không có dinh dưỡng nhiều thì nó không có nuôi hết trơn tất cả. Cho nên ngay cái đợt bắt đầu có bông thôi là mình đã cắt trái hết, không ăn mình cũng cắt nữa, thì nó sẽ ra bông trái nhiều. Thì cái đó mình thấy đúng á các bạn cô chú, mình để ý một chút nha. Đây nhà các bạn chắc cũng trái đầy hết trơn rồi phải không? Cái này dâu tầm ăn mà loại trái dài á, hồi nó mọc vừa rồi các bạn, trái á mì quên để ý á, nó rụng luôn á, tại vì nó chín quá đó mà mình không có hái trái được là nó rụng. Trái nhiều dữ lắm, ai trồng mấy cây này sẽ thích, trái nó ngọt ngất à. Mình thấy cái cây này nên trồng á, rất là dễ luôn nha. Cây dâu tầm ăn mà loại trái dài nè, nó ngọt hơn là cái cây trái ngắn mà ít săn sóc lắm, mới đâu có săn sóc gì đâu, mới bỏ lũi nó luôn á mà cũng có trái ăn á. Trái nó chín luôn, nó đậm đen nữa thì nó ngọt hơn. Nhưng mà thôi giờ mình hái luôn, tại nhiều khi không có hái kịp á là nó rụng. Nếu mà có điều kiện á, nên trồng cây này nếu mà ai thích nha. Mình thấy ăn cũng tốt mà trái nhiều, dễ săn sóc, rất là dễ săn sóc luôn, mà nó chịu lạnh được nữa. Mà giá thị trường mình thấy cũng rẻ, tương đối không có đắt lắm. Mình mua cây chừng vài chục thôi mình trồng cũng được nữa. Cây lớn thì cả trăm thôi mà nó mau lớn lắm. Đừng mua cây lớn nếu mà ai không cần thiết, mua cây chừng vài ba chục thôi cũng được nữa. Mà nó mau lớn, một năm là nó lớn gấp 3-4 lần cái cây lúc mình mua á. Rất là mau lớn luôn, nó chịu được cái thời tiết ở Mỹ này dữ lắm. Cái cây này nên trồng nè. Lá có nhiều người cũng lấy lá ăn hoặc là lấy nước uống, cũng giúp cho hạ đường rồi đó, cũng rất là tốt. Nó chín thì nó đậm, nó đỏ hơn, rồi nó hơi đen đen chút luôn. Mà trái rất là dài, mà ngọt lắm. Thôi mình xin dừng ở đây ha. Cảm ơn các bạn cùng cô chú anh chị rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Mình chúc cho các bạn trồng cây được tốt nha. Mình chọn được những cái giống gì mình thích á, rồi mình trồng cho được tốt, rồi có nhiều trái để mình ăn cho được ngon miệng ha. Xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra săn sóc. Mình hẹn các bạn cùng cô chú ở nhiều video khác. Nếu các bạn cô chú xem video của My cũng như ông xã thấy video nào hay thì các bạn nhấn share, chia sẻ cùng bạn bè và người thân giùm My. Mình hẹn các bạn ở
nhiều video khác của My nữa ha. My chào tạm biệt. Bye bye.